Lá thư một vụ. Hàng năm hầu hết toàn thế giới, mọi sắc dân, mọi quốc gia đều chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh bằng nhiều cung bậc khác nhau. Đối với những tôn giáo khác, lễ Giáng sinh được xem như ngày lễ hội, là thời gian nghỉ ngơi, thời gian dành cho gia đình, bạn bè và người thân. Đây cũng là dịp mọi người thu ghém lại mọi công việc trong năm để chuẩn bị bước qua một năm mới với nhiều ước mơ hoài bão. Nhưng riêng giáo hội Công giáo, lễ Giáng sinh đánh dấu một mốc rất quan trọng trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Bằng chính ngôi hai con Thiên Chúa đã được sinh ra và ở cùng với con người, chia sẻ kiếp con người như chúng ta. Giáo hội dành 4 tuần mùa vọng để nhắc nhở mọi Kitô hữu hãy dùng thời gian này để chuẩn bị tâm hồn, hướng mọi tín hữu về mốc điểm quan trọng tuyệt vời với một tinh thần sẵn sàng ăn năn sám hối, trông đợi, hy vọng và mừng vui để đón mừng Chúa đến. Chúng ta hãy dùng chút thời gian lắng đọng, hướng về máng cỏ năm xưa, cảm nhận được điều gì khi con Thiên Chúa sinh ra không phải là nơi cao sang, mà là nơi hoang vu lạnh lẽo của một cánh đồng, trong một chuồng gia súc bẩn thỉu hôi tanh. Đâu có ai ngờ rằng, nơi máng cỏ hôi tanh lạnh lẽo ấy lại chứa cả biển trời tình yêu của Thiên Chúa ẩn náu trong hình hài của một hài nhi Giê-xu. Đâu ai ngờ rằng hơi thở của những con súc vật lại trở thành hơi thở sưởi ấm cho hài nhi. Đâu có ai ngờ rằng máng cỏ để cho súc vật ăn lại là chiếc giường che chắn cho hài nhi giữa đêm đông. Đâu ai ngờ rằng người chào đón Chúa chào đời chỉ có Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng vây quanh thờ lạy. Thế nhưng, chính đêm nay là một đêm rất trọng đại. Các thiên thần đàn hát sướng ca để loan báo tin vui cho toàn thể nhân trần biết đêm nay con Thiên Chúa được sinh ra cho nhân loại. Ngài là Hoàng tử bình an và đem tin vui cho nhân loại nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến. Là những người khi tôi hiểu khi đối đứng trước máng cỏ, chúng ta đối diện với một tình yêu được mặc khải. Đó chính là ngôi hai Thiên Chúa. Ngài sẵn sàng trao ban cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng. Chúa Cha đã mở ra cho nhân loại bằng cách sai con một chí ái của Ngài xuống thế làm người, và người con chí ái cũng đã mở ra cho nhân loại bằng cách vâng phục thánh ý Cha. Đức Trinh Nữ cũng mở ra cho nhân loại bằng hai tiếng xin vâng. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần mà thánh ý Thiên Chúa được hình thành trong cung lòng của mẹ. Nhìn vào máng cỏ, chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Ba Ngôi, một tình yêu không lùi bước trước sự khép kín của nhân loại. Đứng trước máng cỏ, chúng ta cũng bắt gặp một tình yêu khiêm tốn, không một chút hào quang. Bóng đêm là tấm màn phủ thân, ánh sao là ngọn đèn soi sáng. Đấng tự hữu đầy quyền năng nay bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Máng cỏ là thông điệp cho chúng ta nhìn thấy một ánh sáng tình yêu đang chạm đến nơi thâm sâu tâm hồn. Ánh sáng ấy được thắp lên trong bóng đêm để chiếu soi cho nhân loại, để nhờ đó nhân loại không còn phải bước đi trong bóng đêm mịt mùng. Đứng trước máng cỏ cần phải có một tâm hồn đơn sơ, chân thành và nghèo khó. Chính Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên nghèo hèn để chúng ta trở nên giàu có. Ngài đã cúi xuống để nâng con người bằng chính sự nhập thể của Ngài.
và nâng giá trị thiêng liêng của con người lên sau khi Adam và Eva phạm tội. Vì thế, máng cỏ là nơi nhân cách hóa sự nghèo nàn nhân phẩm và nhân vị của con người bằng chính tình yêu Thiên Chúa ấp ủ trọn vẹn trong cánh tay đầy lòng thương xót của Ngài. Thế giới hôm nay có còn nhìn thấy sự đơn sơ nghèo hèn của máng cỏ năm xưa không? Hay chỉ nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh, những âm thanh ồn ào, những đoàn người vui cười vây quanh tán thưởng sự hào nhoáng của chúng? Vì thế, ý nghĩa thật sự của con Thiên Chúa được sinh ra cho nhân loại không nằm ở cách thức trang trí, trình bày, mà chúng ta cần phải có một tâm hồn thật đơn sơ nghèo hèn khi ngắm nhìn và chiêm ngắm, thì chúng ta mới cảm nhận được một tình yêu bao la, nhưng thật khiêm tốn và đầy tràn uy quyền của Thiên Chúa nhập thể. Ngắm nhìn máng cỏ, chúng ta sẽ nhận ra dung mạo của một Thiên Chúa đầy quyền năng, hóa thân thành con người như chúng ta, nghĩa là hài nhi bé nhỏ đã mang đến cho chúng ta một tình yêu không bao giờ vơi cạn. Lạy Chúa Giêsu hài nhi, chúng con chiêm ngắm Chúa, xin hãy cho chúng con trở nên như những nhân chứng tình yêu và thôi thúc chúng con cởi bỏ những vinh quang trần thế để mặc lấy sự khiêm tốn nghèo hèn của Ngài. Xin hãy làm cho ánh sáng của đêm Giáng sinh chiếu soi và hướng dẫn những bước chân chúng con trên con đường xây dựng hòa bình, và đem ánh sáng tình yêu chiếu soi vào tâm hồn chúng con. Amen. Linh mục Nguyễn Kim Sơn.